kẻ không vâng lệnh như cái cây này. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, xung quanh tràn ngập mùi nước tiểu cay nồng. Hai người trở về nhà. Miêu Thập Tam lấy lý do hợp tác mở chiến lược tài chế chất thải, sắp xếp xong cho đội trưởng cũ. Trở về Thẩm gia, theo yêu cầu lặp đi lặp lại của Tích Vân Lan, Miêu Thập Tam buộc phải cởi áo khoác. Khi nhìn thấy những vết sẹo khủng khiếp trên cơ thể Miêu Thập Tam, nước mắt Tích Vân Lan lập tức chảy ra. Miêu Thập Tam tưởng chừng như phong quang vô hạn, đều là đổi lấy mạng mỏng hết lần này đến lần khác. Mấy năm nay, con làm sao mà qua được đây? Mẹ, không sao, đều là vết thương ngoài da. Những người ra chiến trường, có bao nhiêu người không bị thương? Người xem con bây giờ không phải sống tốt sao? Tích Vân Lan im lặng, chỉ lớn tiếng khóc. Anh trở về phòng với tôi có kem trị sẹo ở đó. Không biết nó có tác dụng với vết sẹo trên người anh không, nhưng anh có thể thử. Kem trị sẹo, không cần nữa. Những vết sẹo này là huy chương của chúng tôi, danh dự của anh. Không cần phải dựa vào vết sẹo để chứng minh. Nếu anh muốn làm cho gì làn khóc thì nghĩ về những vết sẹo của anh, thì anh cứ giữ đi. Được rồi, cô thành công thuyết phục tôi rồi. Nhưng mà kem trị sẹo mà cô mua, những vết sẹo này sẽ không hiệu quả với tôi. Lát nữa tôi bảo bố lão lấy cho tôi ít thuốc là được. Bỏ con đi thì đi, hãy thử trước rồi nói. Đây là hảo ý của thanh viên. Nhìn vết thương trên cơ thể Miêu Thập Tam, Thẩm thanh viên lại là một tiếng thở dài. Anh có thể sống, thật là phép màu. Bởi vì tôi có niềm tin, tôi biết tôi không thể chết. Tôi còn có ân tình chưa trả, còn có huyết hải thâm thù chưa báo. Thành thật mà nói, tôi hơi sợ phải cưới anh. Tại sao? Khi anh ra chiến trường, anh lại khiến người ta lo lắng. Điều này cô không cần phải lo lắng. Trên thiên hạ này, không ai có thể giết tôi. Anh không khoe khoang thì chết sao? Bình đất không rời giếng sẽ không vỡ. Một vị tướng chắc chắn sẽ chết trong trận chiến. Anh lợi hại hơn nữa, người khác thường cho anh một tên lửa, anh có thể chịu được không? Cô đánh giá thấp võ giả rồi. Nếu thứ đó có thể giết tôi đã chết hàng trăm lần rồi. Thẩm thanh viên bĩu môi, một bộ biểu tình hoài nghi. Cái gì là võ giả? Những người luyện võ sao? Võ thuật, trong mắt võ giả, chỉ là những cách ra đòn đẹp đẽ. Một võ giả đích thực, thu linh khí của trời đất, tăng cường thân thể của họ, nuôi dưỡng kinh mạch, lấy thân thể người phàm, sánh với thần linh. Võ giả lợi hại như vậy, sao không đi phi thiên đoạn địa? Cô không tin. Lời của Chiến Lang Vương nói, tiểu nữ nào dám không tin? Cô nhìn bên kia, nói xong Miêu Thập Tam ngón tay vỗ nhẹ. Chiếc bình bên cạnh vỡ vụn ngay lập tức. Cảnh tượng này khiến Thẩm thanh viên bị sốc. Đây không là gì cả, chỉ cần vượt qua ngưỡng tiên thiên của võ giả là có thể dễ dàng làm được. Tôi cho cô thấy những thứ này không phải để khoe khoang trước mặt cô, chỉ muốn cô biết võ giả mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng. Cho nên ngay cả khi tôi ra chiến trường một lần nữa, cô cũng không cần phải lo lắng cho tôi. Anh đang nói về ngưỡng tiên thiên là gì? Đó là cảnh giới của võ giả. Võ giả cũng phân mạnh yếu, hậu thiên, tiên thiên, luyện thần, quy nguyên, hóa hư. Một cảnh giới mạnh hơn một cảnh giới, một cảnh giới khó hơn một cảnh giới. Vậy anh là cảnh giới gì? Miêu Thập Tam mỉm cười. Hóa hư. Vậy không phải là nói anh đã đứng trên đỉnh của võ giả? Miêu Thập Tam vừa muốn trả lời, Tích Vân Lan đột nhiên bước vào. Thập Tam, bên ngoài có người tìm con, nói là có việc gấp. Nghe nói ông muốn nói chuyện với tôi, nói đi, tôi không muốn lãng phí thời gian cho ông. Tôi có thể nói với cậu một điều rất quan trọng với cậu. Chỉ cầu xin cậu để lại một con đường sống cho những người còn lại trong Miêu gia. Hãy để tôi chết nhanh hơn. Ngươi không xứng để nói điều kiện với ta. Nếu ta nghĩ những gì ngươi nói thật sự quan trọng với ta, nhiều nhất ta sẽ giải thoát cho ông. Ngươi không đồng ý với điều kiện của tôi sẽ mang bí mật này vào quan tài. Vậy thì mang vào quan tài đi, tôi không chấp nhận bất kỳ đe dọa nào. Nói xong Miêu Thập Tam quay lại rồi bỏ đi. Miêu Đông Lai nhìn thấy vậy lập tức hoảng sợ, mấy ngày bị nhốt ở đây đã đưa ông ta đến bờ vực sụp đổ, lúc này chỉ muốn giải thoát bản thân. Đợi đã, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Cậu là Chiến Lang Vương, nhất định sẽ giữ lời hứa, phải không? Nói, quyền lực của Miêu gia luôn nằm trong tay ông của cậu. Cậu có biết tại sao tôi đoạt quyền thành công không? Ý của ông là có người đang giúp ông? Đúng, ông của cậu là gia chủ của Miêu gia, bên cạnh làm sao có thể không có mấy cao thủ. Nhưng những người tốt xung quanh anh ấy, trước khi tôi động thủ, nó đã được giải quyết một cách lặng lẽ. Là ai? Hắn tên Trương Tam, nhưng tôi biết đó chắc chắn không phải tên thật của hắn. Hắn rất lợi hại, ngay cả những tử sĩ của tôi đều là hắn lặng lẽ giúp tôi huấn luyện. Có ảnh của hắn ta không? Không có. Khi tôi gặp anh ta bằng tuổi cậu bây giờ, chiều cao cũng tương đương với cậu. Đặc điểm rõ ràng nhất có một nốt ruồi đen cỡ hạt gạo dưới mắt phải. Ông có thể nói cụ thể hơn không? Ngoại hình của anh ta quá bình thường, không có điểm đặc biệt nào khác. Đó là tất cả những gì tôi biết. Miêu Thập Tam, cậu nói cậu phải giữ lời hứa, đừng để thiên hạ cười nhạo Chiến Lang Vương cậu vì không giữ lời hứa. Bây giờ Miêu Đông Lai chỉ có ý nghĩ được chết, cũng không còn yêu cầu gì hơn. Vì tin tức này của ông, tôi sẽ để lại cho ông một cái xác đầy đủ. Đưa ông ta lên đường, đây là mộ của hắn. Vâng. Thập Tam, con đã trở về rồi. Khi con vừa đi ra ngoài, có người gửi thiệp mời đến. Chú Thẩm bọn họ có chút không quyết định được ý kiến. Chú Thẩm, ai gửi thiệp mời vậy? Nhìn dáng vẻ của các người có vẻ rất khó khăn. Cậu xem là biết rồi. Miêu Thập Tam đi qua cầm lấy thư mời và xem. Hóa ra là Mạnh gia gửi cho Thẩm gia thiệp mời. Mạnh Húc này đính hôn có chút đột ngột, đây là nói với tôi theo một cách khác. Mạnh Húc sẽ không nhớ thanh viên nữa sao? Bọn họ cũng dám nhớ đến. Lão gia tử, ý của ông bên này là? Tôi có thể có ý gì? Mạnh Trương Bình lão hồ ly này của thật là xảo quyệt, trực tiếp mời cậu không tốt, liền dùng loại thủ đoạn này. Tôi không quan tâm về nó. Xem ý của cậu đi. Miêu Thập Tam mỉm cười. Mạnh gia mời các người, không phải mời tôi. Thẩm Vũ Long đầu tiên sửng sốt, rồi cười ha ha thật lớn. Thập Tam, cậu đây là một từ đánh thức người trong mộng. Vậy thì đừng đi nữa, không thể để con cáo già này đạt được. Muốn mượn thế của cậu, sao lại dễ dàng như vậy?
Thẩm Tam nếu như không đi, Mạnh gia có bỏ bê Thẩm gia các người không? Họ không dám. Vân Lan, chỉ dựa vào quan hệ của Thẩm gia chúng ta và Thập Tam, chỉ cần đầu của Mạnh Trương Bình không ấm, tuyệt không dám làm chuyện này. Vậy tôi cũng không đi. Công ty gần đây có nhiều việc, tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa. Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ không quan tâm đến con nữa, con tự sắp xếp nhé. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Vũ Long liền đưa gia đình đến Mạnh gia dự tiệc. Còn như Thập Tam thì mang theo mẹ và em gái đến công viên giải trí chơi cả buổi sáng. Con hơi đói rồi. Vậy chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đã. Anh trai mời em ăn một bữa ăn lớn, chiều chúng ta lại chơi. Được rồi, gọi cho Thanh Viên đi. Dù sao nó cũng không đến Mạnh gia, để con bé cùng tới ăn cơm. Không cần nữa, nó hơi xa công ty cô ấy, đừng làm phiền cô ấy vì một bữa ăn. Cả ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu nhìn thấy. Không cần cố ý như vậy. Cái gì cố ý không cố ý? Người kẻ đồ ngốc, trong đầu toàn những chuyện đánh giết giết, không hiểu tâm tư của phụ nữ. Nếu con bé có tình cảm với con mời nó đi ăn cơm, nó hạnh phúc còn không kịp đâu, sao có thể cảm thấy bực bội? Nếu Thập Tam nghe lời này cười rạng rỡ. Anh ấy đã trải qua 15 năm trong máu và lửa đạn, thật sự không hiểu được tâm tư của phụ nữ. Tiểu Khiêm, buổi sáng chơi có vui không? Vui vẻ. Vậy thì tốt, đây là nhà hàng cao cấp nhất ở Giang Bắc, có một số món ăn nổi tiếng trên cả nước. Hôm nay em phải ăn thử thật tốt. Được rồi, cảm ơn chị Thanh Viên. Con mèo nhỏ tham lam này. Ngay lúc này, một giọng nói kỳ lạ vang lên. Đây không phải là Thẩm tổng sao? Con gió nào đã đưa cô đến đây? Chỉ thấy một cô gái chậm rãi đi tới. Tô Thiên Nhất, sao lại là cô? Thẩm tổng còn nhớ tôi sao? Thẩm tổng đại giá quang lâm, các người muốn ăn gì cũng được, tôi sẽ giảm 2 phần cho các người. Cô làm ở đây, nhờ phúc của Thẩm tổng, bây giờ tôi là phó tổng ở đây. Lưu tổng thường rất ít khi đến đây, về cơ bản đều là tôi phụ trách. Vậy thì tôi thực sự chúc mừng cô. Mọi người tới đây đi, chúng tôi muốn gọi món. Không vấn đề, nhưng mà mức tiêu thụ của chúng tôi ở đây chắc là Thẩm tổng cũng biết. Tôi nghe nói Thẩm gia sắp phá sản rồi, không biết Thẩm tổng bên này. Đừng nói Thẩm gia không phá sản, cho dù thật sự phá sản, tôi cũng có thể trả tiền cho bữa ăn này. Được rồi, dù sao tôi cũng không sợ các người không trả tiền. Nói xong cô ta liền đi ra ngoài gọi phục vụ viên. Cô có vấn đề với Tô Thanh Nhất, cô ta từng là người của công ty chúng tôi. Cô ta rất biết cách lợi dụng thân thể của mình để có cơ hội. Chỉ trong 1 năm, từ thực tập sinh đến vị trí trưởng bộ phận, sau đó bị tôi phát hiện. Vì vậy cô ta và mấy người đàn ông có quan hệ với cô ta đều sa thải. Nghe thấy vậy, Miêu Thập Tam mới chợt nhận ra, tôi nên biết cô ta ở đây, chúng ta nên đổi chỗ khác. Sao chúng ta lại tránh mặt cô ta? Muốn tránh cũng là cô ta phải tránh mặt chúng ta. Đúng rồi, Thanh Viên, người đã làm chuyện xấu hổ đó là cô ta. Cô ta nên xấu hổ khi nhìn thấy con. Ngay lúc này, Tô Thiên Nhất mang theo một người phục vụ lại bước vào. Thẩm tổng, đã bao lâu rồi cô không đến chỗ chúng tôi ăn cơm rồi? Thẩm Thanh Viên nhíu mày, không biết gì nhìn cô ta. Ý cô là sao? Luật lệ ở đây đã thay đổi từ 2 năm trước rồi. Bây giờ mức tiêu thụ tối thiểu của chúng tôi ở đây là 500.000. Nếu như không đủ, chúng tôi cũng sẽ tính phí theo mức tiêu thụ tối thiểu. Vậy thì thêm 2 chai dầu mani canti đi. Dầu mani canti, anh chắc chứ? Chắc chắn, sao nào, không có sao? Ở đây chúng tôi chỉ có loại rượu mà anh không thể uống được. Không có rượu nào chúng tôi không thể lấy ra. Vậy thì lấy ra đi, nhớ kỹ, là 590. Không vấn đề gì, nhưng tôi vui lòng nhắc nhở các người. Dầu mani canti năm này ở chỗ chúng tôi là 1,8 triệu một chai. Anh chắc chắn anh có đủ khả năng chi trả. Có cần tôi trả tiền trước không? Nếu cần, tôi sẽ trả tiền ngay. Nếu không cần, thì hãy ra ngoài, đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm. Thành thật mà nói, nhìn cô, thực sự không ngon miệng. Ngươi, Tô Thiên Nhất đột nhiên tức giận, nhưng nhanh chóng lại dồn nén cơn giận. Khi các người không thể trả tiền, xem tôi dọn dẹp các người thế nào. Sau khi gọi món, Tô Thiên Nhất liền mang theo người phục vụ bực bội bỏ đi. Anh đấu với cô ta làm gì? Cho dù anh thắng rồi, cũng vô ích để anh ta kiếm được nhiều tiền của anh như vậy. Cô ta còn không kiếm được tiền của tôi đâu. Chắc là anh không phải muốn ăn bữa ăn của lãnh chúa phải không? Thập Tam, điều này không được. Nếu con lợi dụng quyền lực để ăn bữa ăn của lãnh chúa, vậy chúng ta trở thành cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Khi nào tôi nói tôi muốn ăn bữa ăn của lãnh chúa, các người sẽ biết sau. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.